Minh Vy xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với bản tin FBNC Việt Nam. Như thường lệ, trước khi bắt đầu bản tin, Minh Vy xin mời quý vị hãy cùng với Minh Vy điểm qua những nội dung chính trên bản tin kỳ này. Tất cả ô tô sắp được vào đường cao tốc Long Thành Dầu Dây thay vì chỉ xe dưới 10 tấn như hiện nay. Dự tính cạnh tranh cho doanh nghiệp, VCCI đề nghị hoãn ra hướng dẫn đăng ký xuất khẩu cá tra. Nhưng trước hết sẽ là thông tin tăng tiêu thụ cao su nguyên liệu trong nước để cao su xuất khẩu chỉ là sản phẩm tinh. Thưa quý vị, xuất khẩu cao su 7 tháng đầu năm nay tiếp tục lao dốc khi số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy kim ngạch xuất khẩu giảm gần 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh xuất khẩu cao su nguyên liệu khó khăn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương sáng nay đã chủ trì hội nghị tìm giải pháp tăng tiêu thụ cao su nguyên liệu trong nước với mục tiêu để cao su xuất khẩu ra khỏi Việt Nam là những sản phẩm tinh thay vì chủ yếu là sản phẩm sơ chế như hiện nay. Thưa quý vị, ngành công nghiệp chế biến sản phẩm cao su Việt Nam đang phát triển rất nhanh, khoảng 30% mỗi năm với sản lượng bình quân mỗi năm là 1 triệu tấn. Tuy nhiên, ngành chỉ mới sử dụng khoảng 16% tổng sản lượng cao su thiên nhiên cả nước. Theo Hiệp hội Cao su thì 80% sản lượng cao su thiên nhiên cả nước hiện nay đang phải xuất khẩu thô, trong khi các doanh nghiệp chế biến sản phẩm cao su thì phải nhập khẩu thêm nguyên liệu từ một số nước như là Campuchia, Lào, Thái Lan. Vì sao lại có nghịch lý này? Theo các chuyên gia trong ngành thì do các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu và chế biến sản phẩm cao su hiện nay chưa tìm được tiếng nói chung. Trong các ngành sản xuất lúp radian của Việt Nam cũng như của các nước ngoài như Kumho, Bridgestone, người ta thường người ta dùng cao su khoảng V10, mà nước mình thì sản xuất phần lớn là cao su 3L là loại cao cấp hơn. Muốn bán được thì chắc chắn là các nhà sản xuất phải điều chỉnh lại một số cái tiêu chí công nghệ, ví dụ như là độ dẻo PR0, PRI hoặc đồ dẻo Muni, làm sao cho phù hợp với các nhà cung cấp. Nhưng mà chắc các ông ấy cũng khó, không thích làm cái việc này, bởi vì khi mà sản xuất như vậy đó thì vô hình chung là bán giá sẽ rẻ hơn khoảng độ 5%. Theo tập đoàn cao su thì vấn đề thay đổi cơ cấu sản phẩm để phù hợp với nhu cầu tiêu thụ trong nước đã được tập đoàn đặt ra những năm gần đây khi giá cao su xuống thấp và tiêu thụ cao su trong nước gặp khó khăn. Tuy nhiên thì việc chuyển đổi phải cần có thời gian. Và về phía tập đoàn này, chúng tôi đã có chỉ đạo rất rõ là phải thay đổi cơ cấu ngay bắt đầu từ năm 2014-2015 trở đi. Lý do chúng ta không thể làm ào ào làm đồng loạt được, cũng hay do chính một là thị trường hiện nay là một số đơn vị chúng ta vẫn có thị trường của các loại cơ cấu đó. Vấn đề thứ hai là công nghệ, kiểu dây chuyền sản xuất của mũ 3L hay là L25 như tôi vừa nói là nó không giống như cái công nghệ để sản xuất của mũ 10-20 hay là RS. Theo các chuyên gia thì vấn đề chuyển đổi cơ cấu sản phẩm cao su sơ chế để phù hợp với nhu cầu trong nước thì hoàn toàn nằm trong tầm tay của các nhà sản xuất nguyên liệu. Vấn đề cần giải quyết là làm sao để tăng cái liên kết giữa các nhà sản xuất và nhà tiêu thụ. Về vấn đề này thì tập đoàn cao su cho biết sắp tới sẽ ký kết một thỏa thuận hợp tác với tập đoàn hóa chất để đẩy mạnh hơn cái liên kết này. Sau khi nghị định về nuôi chế biến và xuất khẩu cá tra ra đời gần 4 tháng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI mới đây đã đề xuất Bộ Tư pháp cho tạm hoãn ban hành thông tư hướng dẫn cụ thể. Theo VCCI, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản và SEP cho rằng việc xuất khẩu hàng hóa có thể gặp khó khăn nếu phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra với cơ quan chức năng. Do hợp đồng xuất khẩu có rất nhiều loại hồ sơ giấy tờ đi cùng, nếu tất cả các doanh nghiệp đều đăng ký thì khả năng chuyện giải quyết hồ sơ sẽ chậm lại, có thể trễ hạn giao hàng. Ngoài ra, đăng ký hợp đồng xuất khẩu có thể khiến doanh nghiệp bị rò rỉ bí mật kinh doanh về đối tác, về giá bán, v.v. Do đó, VCCI cho rằng cần xem xét sửa đổi nghị định cá tra để thay bằng cơ chế kiểm soát được lượng cá thả nuôi, ví dụ như áp dụng hình thức quota sản lượng nuôi. Tiếp theo là những thông tin như sau. Các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện nay chỉ mới quan tâm đến vấn đề đảm bảo an ninh an toàn trong phòng cháy, chống cháy nổ, chống trộm cắp. Trong khi đó, an ninh môi trường là vấn đề rất quan trọng lại chưa được quan tâm. Đây là nhận định của ông Trần Trọng Vinh, Chủ tịch Hiệp hội An ninh chuyên nghiệp châu Á đưa ra tại hội thảo An toàn khu công nghiệp diễn ra vào ngày hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Vinh, thời gian vừa qua tại một số khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước xuất hiện tình trạng công nhân ngất xỉu hàng loạt, mà nguyên nhân chính là bị ngộ độc khí, ngộ độc thực phẩm. Nhiều vụ việc các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất xả khí thải, nước thải chưa qua xử lý ra môi trường nhiều năm trời mới bị phát hiện, gây chấn động dư luận. Các vụ việc trên cho thấy vấn đề an ninh môi trường hiện nay chưa được khu công nghiệp, khu chế xuất quan tâm. An toàn trong khu công nghiệp, khu chế xuất hiện nay chỉ mới dừng lại ở các giải pháp chống cháy nổ, chống trộm cắp. Chúng ta thấy hiện nay trong khu công nghiệp có rất nhiều cái vấn đề liên quan, đặc biệt đó là vấn đề môi trường. Môi trường ở đây nó môi trường khí, môi trường nước, môi trường thực phẩm, tất cả những cái đó nó liên quan đến cái an ninh. An ninh đó nó gây ra cái thiệt hại cho rất nhiều thế hệ, cho rất nhiều người.
Còn tất cả những an ninh mà chúng ta nói trước đây á, chỉ cục bộ thôi. Đó, ví dụ như là sông Thị Vải, khu công nghiệp cho cái chất độc, chất thải ra khu, ra sông. Chúng ta không biết, cho nên để hàng chục năm sau chúng ta phát hiện ra và đã gây ra thiệt hại bao nhiêu cho cái môi trường. Và cái đó là hàng chục năm sau mới có thể khắc phục được. Cũng theo ông Vinh, hiện nay đã có các thiết bị có thể phát hiện các vấn đề không đảm bảo về an ninh môi trường trong khu công nghiệp tương tự như các hệ thống cảnh báo cháy, cảnh báo trộm, nhưng chưa được các khu công nghiệp chú trọng đầu tư. Hiện nay, nếu như chúng ta sử dụng các hệ thống thiết bị thì rất đơn giản. Nó cũng giống như các hệ thống báo động báo cháy thôi, nhưng mà chúng ta phải có thêm những cái đầu báo về môi trường, ví dụ như là báo chất khí độc, rồi báo chất độc trong nước, các thành phần trong nước, rồi báo thành phần trong gió vân vân, tức là những cho thêm các hệ thống khác vào vì người ta chưa nghĩ đến. Khi nghĩ đến ấy, thì người ta sẽ thiết kế được những cái hệ thống đó để làm sao phòng chống cái an ninh chung cho các khu công nghiệp. Hội thảo an toàn khu công nghiệp diễn ra trong khuôn khổ triển lãm và hội nghị quốc tế về kỹ thuật, thiết bị an toàn, bảo vệ phòng cháy chữa cháy lần thứ 7 Securitech 2014 tại Việt Nam. Thưa quý vị, đến với chuyên mục mỗi ngày một con số, kỳ này chúng tôi muốn nhắc đến con số 95%. Đây là mục tiêu số doanh nghiệp sẽ kê khai thuế điện tử mà Tổng cục Thuế đặt ra cho đến cuối năm nay. Tuy nhiên, con số 95% chỉ là mục tiêu chung tính bình quân cho tất cả các tỉnh thành. Còn hiện nay, trong khi một số địa phương đã đạt tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng lên đến 95%, thì một số địa phương khác lại chưa đạt được tỷ lệ 10%. Kê khai thuế qua mạng được xem là một trong những cách thức góp phần giảm thời gian làm thủ tục hành chính thuế, bên cạnh việc sẽ bãi bỏ những thủ tục phức tạp không cần thiết khác với người nộp thuế trong thời gian tới. Thưa quý vị, theo thông báo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đường Cao tốc Việt Nam VECE, đơn vị khai thác tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ ngày 28 tháng 8 tới đây, mọi xe ô tô sẽ được đi vào đường cao tốc này, thay vì chỉ có xe 10 tấn trở xuống như hiện nay. Theo VECE, từ ngày 28 tháng 8, đường vào cao tốc cũng sẽ rút ngắn được khoảng 4 km so với lộ trình trước đây, do hai nhánh đường dẫn mới của nút giao thông Vành Đai 2 sẽ thông xe thay thế cho hai nhánh cũ. Mức thu phí đối với các loại xe tải trên 10 tấn đang được đơn vị khai thác trình Bộ Tài chính và sẽ công bố trong những ngày tới. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã đưa vào khai thác 20 km đoạn từ đường Vành Đai 2 Thành phố Hồ Chí Minh đến quốc lộ 51 tỉnh Đồng Nai. Đoạn còn lại dài hơn 30 km đang được thi công và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2015. Vâng, thưa quý vị, khép lại phần đầu, Minh Vi xin mời quý vị đến với phần 2 bản tin FPT Việt Nam với những nội dung như sau. Ba nhà mạng Vinaphone, Viettel và Mobifone đều tuyên bố tăng tốc độ đường truyền 3G lên 6 lần. Có thể ứng dụng kinh nghiệm trồng ngô biến đổi gen từ Philippines.